phòng chống CMV cho phụ nữ mang thai. Là một loại virus DNA herpes, CMV có thể truyền từ mẹ sang con thông qua hàng rào rau thai, dịch tiết âm đạo, cổ tử cung hoặc qua sữa mẹ. Tuy vậy, không khuyến cáo sàng lọc CMV cho tất cả mọi thai phụ. Khuyến cáo sàng lọc CMV đối với thai phụ nhiễm HIV từ lần đầu thăm khám, có dấu hiệu nhiễm trùng nghĩ tới do CMV hoặc những bất thường thai nhi trên siêu âm, có tiếp xúc người nhiễm CMV, sàng lọc CMV tại thời điểm tiếp xúc và nếu âm tính làm lại xét nghiệm sau 3-4 tuần. Người mẹ có huyết thanh dương tính CMV không xác định được tình trạng nhiễm tiên phát hay thứ phát và thời điểm nhiễm. Người mẹ có huyết thanh dương tính với CMV lây truyền CMV cho thai nhi khi virus hoạt động trở lại. Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ khuyến cáo tất cả phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên biết về tình trạng CMV huyết thanh của mình vì hiện tại không có vaccine chống nhiễm CMV. Biện pháp giúp làm giảm tỷ lệ lây nhiễm CMV. Đối với phụ nữ mang thai, tất cả phụ nữ mang thai phải thận trọng trước nguy cơ lây nhiễm CMV. Một số phương pháp sau đây có thể làm giảm tỷ lệ nhiễm CMV. Thực hiện vệ sinh tốt, đặc biệt rửa tay bằng xà phòng và nước sau khi tiếp xúc với bỉm hoặc dịch tiết mũi và họng, thời gian rửa tay tối thiểu 15-20 giây. Tránh hôn trẻ nhỏ dưới 6 tuổi vào miệng và má. Không dùng chung đồ ăn, nước uống hoặc đồ dùng như dĩa, thìa, đũa kèm đánh răng với trẻ nhỏ. Rửa sạch đồ chơi, mặt bàn và bề mặt dính nước tiểu hay nước bọt của trẻ nhỏ. Đối với những phụ nữ vừa nhiễm CMV, virus CMV có thể tồn tại 6 tháng sau khi nhiễm, nên các nghiên cứu khuyên rằng nên chờ 6 tháng sau thời điểm nhiễm CMV để có thai. Đối với những phụ nữ cho con bú, phụ nữ nhiễm CMV vẫn nên cho con bú vì những lợi ích tuyệt vời của sữa mẹ nhiều hơn những nguy cơ lây nhiễm CMV cho con.